Liên quan tới lĩnh vực du lịch, kể từ ngày 1 tháng 7, Tổng cục Du lịch sẽ được đổi tên thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, một số tổ chức thuộc cơ quan này cũng thay đổi. Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy và trụ sở tại Hà Nội. Đồng thời, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kế thừa các nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.